Sáng ngày 21 tháng 10, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có thi thể nữ giới trẻ tuổi đang trong giai đoạn phân hủy tại căn hộ chung cư mini ngõ 39, Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện trường vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm. Bước đầu xác định đây là cô gái 21 tuổi, quê quán tại tỉnh Nam Định. Nạn nhân có thể đã tử vong nhiều ngày trước. Hình ảnh kèm thông tin về vụ việc bắt đầu xôn xao từ tối ngày 20 tháng 10. Theo thông tin bài viết, nạn nhân tử vong tại phòng trọ, đang trong quá trình phân hủy. Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt xung quanh khu vực để theo dõi sự việc. Lực lượng công an đã yêu cầu giải tán đám đông.